Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Pakistan và đội tuyển Kuwait. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng giải vô địch Nam Á và sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này, các cầu thủ Kuwait sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Pakistan với mức kèo là hai trái. Mức kèo hủy hạ xuống còn 1,75 và tăng 2,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ thì Pakistan và Kuwait cũng đã có hai lần gặp nhau. Hai lần gặp nhau đó thì Kuwait đều giành chiến thắng trước Pakistan. Năm trận thi đấu gần nhất của Pakistan thì Pakistan toàn thua cả 5 trận. Năm trận thi đấu gần nhất của Kuwait thì Kuwait ngược lại, họ toàn thắng cả 5 trận. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mặc dù là kèo chấp nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì mình vẫn đặt niềm tin vào Kuwait chấp hai trái hoặc là 1,75 nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thể lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở lần chạm trán này, nếu như mà Kuwait mà không tung ra đội hình mạnh nhất để đá với Pakistan thì thực lực hiện tại của Kuwait vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Pakistan về mọi mặt. Thứ hai thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu ở những lượt trận gần đây thì Kuwait họ cũng còn đang quá là vượt trội hơn so với Pakistan nữa. Với lại trận đấu này Kuwait cần thêm một chiến thắng nữa để chắc chắn đi vào vòng tiếp theo. Ở lượt trận đầu tiên thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp cái ngôi đầu bảng với Kuwait đó là Ấn Độ thì cũng đã giả cho Pakistan 4 bàn không gỡ rồi. Cho nên là ở lượt trận này nếu như mà Kuwait muốn đứng đầu bảng thì bằng mọi giá là họ phải thắng với tỷ số là bằng Ấn Độ trở lên. Với cái mức kèo thế này cộng với cái sự lỏng lẻo của hàng thủ của Pakistan cũng như là thực lực Pakistan thì cũng khá là yếu thì mình nghĩ cũng sẽ không làm khó được Kuwait ở mức kèo này đâu. Với mọi thứ đang tốt hơn và hiệu suất của bạn cực kỳ ổn định thời gian đây thì mình nghĩ là mức kèo thế này thì Kuwait họ sẽ vượt qua được, cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Kuwait chấp từ hai trái trở xuống thôi nha. Nếu như mà đến giờ đá mà Kuwait chấp 2,25 thì các bạn khoan hảo vào, các bạn xem đá tầm 50 phút gì đi. Nếu như mà bạn thắng chưa đến thì lúc đó kèo chấp nó sẽ hạ lại còn từ hai trái trở xuống thì các bạn hảo vào Kuwait nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì như mình cũng đã vừa nói rồi, trận đấu này nếu như Kuwait muốn đứng đầu bảng thì phải thắng cách biệt như Ấn Độ trở lên. Tôi nghĩ trận đấu này cũng là trận đấu dễ dàng cho Kuwait mà thôi. Do đó trận đấu này Kuwait họ sẽ thắng đậm. Mình nghĩ sẽ là 4-0 hoặc là 5-0 như vậy cho Kuwait. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài trận đấu này nha. Trận đấu này các bạn đá kèo tài 3 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 1 trái và tài xỉu là 1,5. Thì giờ dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đều đang tốt hơn Pakistan. Pakistan thì hàng thủ của họ chơi cũng rất là tệ hại thời gian đây. Thì mình nghĩ là với cái mức kèo hiệp 1 thế này thì cũng không làm khó được Kuwait đâu. Dự đoán hiệp 1 2-0 hoặc 3-0 nghiêng về Kuwait. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn Kuwait hiệp 1 chấp 1 trái nha và đá tài 1,5. Tóm lại cho đấu chốt kèo là chọn Kuwait và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.